Bà Trương Mỹ Lan khóc nói, coi như đây là định mệnh khi bị đề nghị án trung thân. Rõ ràng nhà giàu cũng khóc và những giặt nước mắt này đã dây ít nhất hai lần trong toàn bộ vụ án, vạn thịnh phát. Trong quá trình tự bảo chữa, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần khóc, nói không ngờ cuộc đời lại kết thúc thế này, coi như đây là định mệnh và chấp nhận chịu trách nhiệm. Người đọc tin tức về vụ án Vạn Thịnh Phát, không riêng người nào, bất kể ai cũng cảm thấy chua chát. Chiều mùng 4 tháng 10, trong phiên xét xử, bà Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát ngồi đó trong gương mặt hốc hác, đôi mắt nhòa đi, chán nản, u buồn. Người phụ nữ từng là doanh nhân nổi bật nhất giờ đây lại đứng trước vành móng lựa, nước mắt rơi không phải chuyện đùa. Trong gần 20 phút tự bảo chữa, bà nhiều lần ngắt quãng vì những giọt nước mắt tội nghiệp. Bà khóc nói, không ngờ cuộc đời mình lại đi đến cái kết như thế này. Cái cảm giác mà bà đang trải qua chắc chắn không dễ dàng chút nào, nhưng đâu chỉ có bà chịu đựng cái định mệnh này. Bà nhắc lại một câu quen thuộc, tôn trọng quyết định của các cơ quan tố tụng, nghe mà thấy nhẹ lòng nhưng không phải thừa nhận bà có vẻ đã chuẩn bị cho việc này. Tuy nhiên, điều khiến tôi không khỏi thắc mắc là tại sao bà lại kêu ca về mức án tù trung thân mà Viện Kiểm sát đã đề nghị? Chẳng lẽ bà không thấy những người khác cũng phải chịu đựng nhiều hơn, thay vì ở cái vị trí cao sang đó mà bà nghĩ mình có quyền được thương hơn người khác? rồi đến chuyện bà xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho những người thân cận, họ chỉ là người làm công ăn lương và nhấn mạnh như thể muốn khẳng định rằng họ không đáng phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà trong những phút giây khó khăn này, liệu bà có cảm thấy chút gì đó liên quan đến việc mình đã dẫn dắt họ vào con đường này hay không? Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, vai trò của các doanh nhân, đặc biệt là những người đứng đầu các tập đoàn lớn, ngày càng được khẳng định. Một trong những cái tên nổi bật trong ngành tài chính và bất động sản là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực này bà đã xây dựng cho mình một đế chế kinh doanh hùng mạnh tuy nhiên sự nghiệp ghi hoàng ấy đã nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi một vụ án lớn mà cáo buộc liên quan đến bà đã thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông mới đây viện kiểm sát đã đề nghị mức án nặng nề đối với bà lan trong phiên tòa xét xử về các hành vi lừa đảo và rửa tiền các cáo buộc này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân bà mà còn kéo theo sự sụp đổ của nhiều thương hiệu nổi tiếng và làm tổn hại đến uy tín của toàn ngành những chi tiết liên quan đến vụ án và diễn biến phiên tòa đã và đang làm dấy lên nhiều tranh luận trong xã hội đặc biệt là về việc bảo vệ quyền lợi của các doanh nhân và sự cần thiết của một hệ thống pháp luật minh bạch vụ án liên quan đến bà trương mỹ lan bắt đầu khi các cơ quan chức năng phát hiện ra những hành vi phạm tội nghiêm trọng mà bà và những người liên quan thực hiện theo thông tin được công bố bà lan đã bị cáo buộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ các hành vi này không chỉ làm tổn hại đến các đối tác kinh doanh mà còn gây ra những thiệt hại lớn cho nền kinh tế các cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm liên quan đến Bà Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Số liệu cho thấy, số tiền mà Bà Lan bị cáo buộc đã chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, vụ án đã làm lộ ra nhiều vấn đề liên quan đến việc quản lý và giám sát hoạt động của các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Những lỗ hổng trong quản lý tài chính và quy trình kiểm toán đã tạo điều kiện cho những hành vi gian lận xảy ra. Trong bối cảnh đó, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án rất nghiêm khắc đối với Bà Lan mức án này không chỉ phản ánh tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà còn thể hiện quan điểm của cơ quan pháp luật về việc bảo vệ trật tự xã hội và bảo đảm công lý những cáo buộc này không chỉ mang tính cá nhân mà còn liên quan đến một vấn đề lớn hơn về tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong kinh doanh trong suốt quá trình xét xử tâm trạng của bà trương mỹ lan đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bà không ngừng bày tỏ nỗi buồn và sự bảo vệ cho hành vi của mình bà khẳng định rằng mặc dù có những sai lầm trong quá khứ nhưng bản án mà viện kiểm sát đề nghị không phải là điều quá nặng nề với lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ mạnh mẽ bà đã không ngần ngại trình bày quan điểm của mình trước tòa án những giọt nước mắt của bà trong phiên tòa đã thu hút sự cảm thông từ phía người nghe bà thể hiện sự đau khổ khi thấy người thân và nhân viên của mình phải đối mặt với tòa án những câu nói của bà đặc biệt là khái nhận định mệnh đã làm nổi bật sự phức tạp trong tâm trạng của bà liệu đây có phải là cái giá phải trả cho những quyết định sai lầm trong quá khứ hay không bà đã từng là một biểu tượng thành công nhưng giờ đây lại phải đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích từ xã hội bà cũng bày tỏ sự thất vọng về cách mà hệ thống pháp luật xử lý các vụ án tham nhũng cho rằng đôi khi sự trừng phạt không tương xứng với những gì mà các doanh nhân phải chịu đựng điều này đã dẫn đến những câu hỏi về sự công bằng trong việc áp dụng pháp luật đối với những người có địa vị cao trong xã hội trong tâm tư của bà, nỗi lo lắng không chỉ dừng lại ở bản thân mà còn về tương lai của nhiều người khác đã từng hợp tác với bà. Để hiểu rõ hơn về vụ án, cần phải xem xét các khía cạnh pháp lý liên quan. Luật sư của bà Lan đã giải thích rõ ràng về việc tổng hợp hình phạt theo điều 56 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của các tội danh mà bà Lan bị cáo buộc và khả năng đối mặt với các hình phạt khắc nghiệt nếu bị tuyên án. Một trong những vấn đề nổi bật trong phiên tòa là cảnh báo về việc thực thi pháp luật nếu các tài sản của các bị cáo tham nhũng không bị tịch thu, liệu có còn thực thi pháp luật hay không? Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tính công bằng của hệ thống pháp luật hiện tại và sự cần thiết phải cải cách để đảm bảo rằng mọi hành vi phạm tội đều phải bị xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, vụ án còn đưa ra những lo ngại về việc áp dụng luật pháp cho những người giàu có và quyền lực. Sự chênh lệch trong việc thực thi pháp luật giữa những người thuộc tầng lớp thượng lưu và những người dân thường có thể gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Điều này làm dấy lên nhu cầu về sự minh bạch và trách nhiệm trong hệ thống pháp luật phiên tòa diễn ra trong bầu không khí căng thẳng với nhiều diễn biến bất ngờ bà trương mỹ lan đã không ngần ngại bộc lộ cảm xúc của mình trong suốt quá trình xét xử bà thể hiện sự lo lắng về tương lai của bản thân cũng như gia đình những yêu cầu đặc biệt mà bà đưa ra trong phiên tòa đã làm nổi bật một khía cạnh khác của vụ án bà yêu cầu trả lại các tài sản cá nhân những kỳ vật quý giá và nguồn gốc của các tài sản này các tài sản đáng chú ý mà bà lan sở hữu không chỉ đơn thuần là tiền bạc hay tài sản vật chất mà còn bao gồm những món đồ giá trị như trang sức kim cương và túi sách hàng hiệu những chi tiết này không chỉ thể hiện sự xa hoa trong cuộc sống của bà mà còn phản ánh sự mất mát lớn lao mà bà đang phải đối mặt khi một người từng ở đỉnh cao quyền lực giờ đây lại phải chứng kiến những tài sản của mình bị tước đoạt điều đó khiến cho bất kỳ ai cũng phải suy ngẫm về giá trị thực sự của tiền bạc và quyền lực Mặt khác, bà Lan cũng không ngần ngại nhắc đến những người đã đồng hành cùng bà trong suốt quá trình xây dựng Vạn Thịnh Phát. Sự thất vọng và lo lắng về tương lai của những nhân viên, đối tác cũng như gia đình khiến cho bà không thể ngồi yên. Các lời lẽ của bà trong phiên tòa không chỉ thể hiện sự bảo vệ cho bản thân mà còn là một lời kêu gọi cho sự công bằng và minh bạch trong xã hội. Hiện tại, bà Trương Mỹ Lan vẫn đang trong quá trình kháng cáo. Phiên tòa chưa có ngày xét xử tiếp theo, điều này khiến cho không khí trở nên mờ mịt. Trong khi chờ đợi quyết định từ tòa án, bà đã đưa ra nhiều kế hoạch cho tương lai, trong đó có khả năng khắc phục hậu quả của vụ án và trả nợ. Bà thức lực rằng việc xây dựng lại uy tín và thương hiệu của mình là một quá trình khó khăn nhưng cần thiết. Thực tế cho thấy rằng, dù có thể vượt qua thử thách này, bà Lan sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước. Hệ lụy từ vụ án sẽ theo đuổi bà và ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà trong tương lai. Mặc dù có nhiều người ủng hộ và tin tưởng vào khả năng của bà, nhưng các cáo buộc nghiêm trọng vẫn khiến cho bà phải đối mặt với vô số thách thức vụ án của bà trương mỹ lan không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà còn là bài học cho toàn bộ xã hội về sự cần thiết của việc duy trì đạo đức trong kinh doanh những quyết định sai lầm dù xuất phát từ đâu đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng từ vụ án này chúng ta nhận ra rằng không có ai đứng ngoài vòng pháp luật dù bà lan có là một nhân vật quyền lực và giàu có đến đâu thì cuối cùng công lý vẫn sẽ được thực thi điều này không chỉ thể hiện bản chất của một xã hội công bằng mà còn là động lực cho những ai đang nỗ lực phấn đấu để đạt được thành công một cách chính đáng sự việc cũng làm nổi bật một thực trạng đáng lo ngại trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, nơi mà một số doanh nhân có thể cảm thấy miễn nhiễm với pháp luật. Các hành vi tham nhũng và lạm dụng quyền lực không chỉ gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp mà còn làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống chính trị và kinh tế. Vụ án Trương Mỹ Lan với những hệ lụy mà nó tạo ra sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình cải cách pháp luật và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong tương lai, những nỗ lực nhằm cải cách và xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch hơn sẽ là cần thiết để đảm bảo rằng mọi hành vi dân lận đều phải bị xử lý nghiêm minh. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các doanh nhân mà còn bảo vệ quyền lợi của người dân và đảm bảo sự công bằng trong xã hội. Cuối cùng, câu chuyện về Trương Mỹ Lan không chỉ là một vụ án hình sự mà còn là một bài học về việc phải có trách nhiệm với hành động của mình đối với những ai đang tìm kiếm thành công trong kinh doanh câu chuyện này nhấn mạnh rằng sự thành công không chỉ đến từ tài năng và sự nỗ lực mà còn từ việc tuân thủ đạo đức và pháp luật công lý là điều không thể tách rời khỏi quyền lực và sự minh bạch trong mọi hành vi kinh doanh là điều mà tất cả mọi người cần phải nhớ bà trương mỹ lan dù có vượt qua được cơn bão này hay không cũng sẽ phải sống với những hệ lụy từ vụ án những quyết định trong quá khứ sẽ mãi mãi in dấu lên con đường phía trước của bà Liệu bà có thể khôi phục lại hình ảnh của mình hay những khúc quanh của cuộc đời sẽ dẫn bài đến một hướng đi khác, tương lai vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải, nhưng chắc chắn rằng những bài học từ vụ án này sẽ được ghi nhớ trong tâm trí của nhiều người. Những gì đã xảy ra với bà Trương Mỹ Lan không chỉ là một cảnh báo cho những ai đang ở vị trí quyền lực, mà còn là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về tầm quan trọng của đạo đức và sự minh bạch trong kinh doanh khi mọi người đều nhận thức được rằng công lý sẽ không bao giờ bị lãng quên xã hội sẽ trở nên công bằng hơn và những kẻ lạm dụng quyền lực sẽ không thể ẩn nấp trong bóng tối câu chuyện này có thể là một trang tối trong cuộc đời của bà nhưng nó cũng mở ra một cơ hội mới cho bà cho vạn thịnh phát và cho xã hội một cơ hội để chứng minh rằng mặc dù mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ nhưng với sự quyết tâm sự minh bạch và tôn trọng pháp luật có thể vượt qua mọi thử thách Cuối cùng, bà Trương Mỹ Lan không chỉ là một doanh nhân, bà còn là một phần của bức tranh lớn hơn về sự phát triển và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam. Vụ án này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bà mà còn tạo ra những thay đổi cần thiết cho môi trường kinh doanh tại Việt Nam trong tương lai.